Có một bạn trẻ mới hỏi tôi là một số anh em cờ đỏ đã đi làm cái công việc gọi là đi quét giữa những cái mộ của ông Ngô Đình Diệm, mà đó là anh em cờ đỏ đó, thì nhà báo nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng tất cả những cái gì mà có cái tinh thần nhân bản á thì mình nên làm. Nếu anh em cờ đỏ làm được cái chuyện này đó, tức là mình đã chiến thắng được tự mình, tức là chiến thắng trên luôn cả dư luận đó. Có thể là các anh em sẽ bị những người cực đoan nói rằng các anh em là tại sao phải đi rửa mặt cho ông Diệm. Thì bây giờ mình đặt lại ngược lại đó, tại sao những người mà ông Linh Mục mà thờ ông Phượng, à thờ Phượng là huynh mới là đệ đó, tại sao những người đó là cái ra ngoài mộ, những năm trước đây họ không làm những cái công việc đó mà bây giờ họ mới làm? Mấy năm trước đây họ không tưởng niệm ông Diệm, tại sao họ lại đi ra làm tưởng niệm? Và họ ra làm tưởng niệm, họ thấy cái chân, cái bát nhang bị gãy một chân, họ thấy cái mộ dơ bẩn như vậy, tại sao họ không lau rửa? Chúng tôi ra mộ các bố mẹ ông bà này kia ở bên Mỹ hay là ở bên này cũng vậy, chúng tôi đều mang theo nước và khăn để lau sạch những cái bia, dọn dẹp những cái cỏ chung quanh để cắm một cái bình hoa. Mộ ông Diệm không có được một cái bình hoa nữa, tại sao mình không để một cái bình hoa xây luôn ở dưới đất? Thì cái việc làm của anh em cờ đỏ đó tôi hoan nghênh. Không phải mình vì làm vì mà mình tưởng niệm ông Diệm hay mình nhớ ông Diệm, ông Nhu. Mình làm cho để cho những cái người mà nó lợi dụng cái xác chết của ông Diệm, ông Nhu cho cái nhu cầu của họ. Họ không có yêu nước và họ không có thật tâm tưởng niệm ông Diệm, ông Nhu, mà họ chỉ muốn lợi dụng cái chết của ông Diệm, ông Nhu để mà làm cho cái nhu cầu đấu tranh của họ mà thôi. Mà thật sự đất nước này có cần đấu tranh hay không? Dạ thưa không. Nhà nước luôn luôn nghe tiếng nói của quý vị. Quý vị cần, quý vị cứ viết công khai, viết thơ và đề nghị. Tại sao những cái đề xuất của KBC Hải Ngoại được nhà nước lắng nghe mà cái đề xuất của các bạn lại bị... Tại vì có quý vị đi, các bạn đi phá hoại đất nước. Nhưng Bạch Hồng Quyền mà đi bắt một ông công an rồi đánh công an nằm rồi không cho mang đi bệnh viện chữa bệnh, thì cái đó là cái gì? Lê Thị Mỹ Hạnh chặn cái con đường đèo con không cho xe đi cộ đi qua. Đất nước là đất nước của chung, có đâu phải đâu của những người đó. Ở bên Mỹ là xong rồi đó. Một nhóm người ở bên Washington DC chống lại cái nhà nước về cái khu rừng nhà nước trưng dụng, mà họ ra chặn đường và đã bị FBI bắn chết cái người trưởng nhóm. Cái đó không phải là cái nhu cầu đòi hỏi hay là nhu cầu tranh đấu. Vâng, chúng tôi sắp sửa đi vào khu Đại Nam. Thưa quý vị, đây là cổng Đại Nam, khu văn hóa du lịch thể thao của ông Dũng Lò Vôi. Chúng tôi được xem hình của hai vợ chồng ông Dũng Lò Vôi rất nhiều. Và hồi đó thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng như nhóm anh em trong Bộ Ngoại giao cũng đã sắp xếp cho chúng tôi để phỏng vấn, nhưng mà rất tiếc rằng là không có cơ hội. Tại vì những cái thời kiểu của lịch trình làm việc của ông Dũng không có hợp với lại cái thời giờ của KBC Hải Ngoại.